Reuters dẫn tuyên bố ngày 3 tháng 12 của lực lượng phòng vệ Israel thống kê, binh lính Do Thái đã phá hủy 500 trong tổng số 800 đường hầm của Hamas mới phát hiện được bằng nhiều phương pháp khác nhau, kể cả cho nổ tung và bịt kín. Theo nhà chức trách Israel, nhiều cây số đường hầm chính của đối phương đã bị đánh sập. Lực lượng phòng vệ Israel cũng cáo buộc các đường hầm của Hamas nằm trong khu vực dân sự, với phần nhiều trong số đó nằm gần hoặc bên trong các tòa nhà và công trình dân sự như trường học, nhà trẻ, đền thờ Hồi giáo và sân chơi. Tuyên bố trên của lực lượng phòng vệ Israel được đưa ra trong bối cảnh các cường quốc thế giới ngày càng lo ngại về sự gia tăng thương vong của dân thường trong chiến dịch quân sự chống Hamas của Israel ở dài Gaza. Mỹ đã hối thúc Israel phải thận trọng và giảm thiểu thương vong cho người dân trong khu vực. Cùng ngày, phát biểu trên đài truyền hình quốc gia Can, lãnh đạo cơ quan an ninh Israel Ronen Ba khẳng định, nước này quyết tâm loại bỏ Hamas trên toàn thế giới, dù đó là ở Gaza, Liban, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar hay bất kỳ đâu. CNN trích dẫn lời ông bà nhấn mạnh: "Quá trình này sẽ mất một vài năm, nhưng chúng tôi sẽ làm điều đó tới cùng. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo cả an ninh cũng như cảm giác an toàn. Thật không may, vào ngày mùng 7 tháng 10, chúng tôi đã không thể làm được. Tôi nghĩ chúng tôi đang trên đà phát triển, chúng tôi không chờ đợi, chúng tôi đã rút ra bài học từ các sự kiện này."